Nhìn lại vụ thanh trừng cuồng vọng và man rợ của Khmer Đỏ, hồi cuối tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đưa ra các tuyên bố gây tranh cãi về sự hiện diện của Việt Nam ở Campuchia những năm tháng cuối thập kỷ 70 đến thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Tuyên bố của Thủ tướng Singapore vấp phải sự phản đối mạnh mẽ không chỉ của Việt Nam mà còn của chính dư luận và chính giới Campuchia. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tibang gần như ngay lập tức đã lên tiếng. Bình luận của ông Lý là sai sự thật và không phản ánh đúng lịch sử. Hoàn toàn không đúng vì ông ấy nói binh lính Việt Nam xâm lược Campuchia. Chúng tôi không thể chấp nhận những điều ông ấy nói. Chúng tôi đã nói rõ rằng quân tình nguyện Việt Nam đến giải phóng nhân dân chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn coi đó là những người đến cứu giúp nhân dân chúng tôi. Điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn với chúng tôi. Tờ Phnom Penh Post sau đó cũng dẫn lời nghị sĩ Hun Mani, con trai Thủ tướng Hun Sen, chia sẻ quan điểm tương tự. Thế giới không nên quên người dân Campuchia đã phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian 3 năm 8 tháng 20 ngày. Vì thế giới nhắm mắt làm ngơ với chúng tôi nên 3 triệu người vô tội đã chết dưới tay Khmer Đỏ. Trong khi tất cả đều đang chơi trò chính trị, người Campuchia đã cầu mong, không quan trọng đó là ai và sự giúp đỡ đến từ đâu, chỉ cần chúng tôi được cứu khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Và cuối cùng thì chỉ có nước láng giềng Việt Nam chìa tay ra giúp đỡ. Và đến cựu quốc vương Norodom Sihanouk cũng khẳng định, nếu Việt Nam không đánh đuổi bọn Pol Pot thì tất cả mọi người Campuchia có thể đã chết. Khmer Đỏ có thể đã giết chết tất cả chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng Đảng Nhân dân Campuchia không mắc sai lầm khi đề nghị Việt Nam giúp đỡ chống Khmer Đỏ. Bởi vì nếu chúng ta không được giải phóng khỏi bọn Pol Pot thì toàn dân tộc có thể đã bị tiêu diệt. Đó là những lời đầy cảm kích mà người Campuchia từng dành cho Việt Nam khi nhớ lại lịch sử quân tình nguyện Việt Nam đã giúp giải phóng người dân nước này khỏi nạn diệt chủng do Pol Pot gây ra. Nhưng mình xin nhấn mạnh là đã từng, còn bây giờ chế độ ăn cháo đá bát của họ như thế nào thì anh em cũng biết rồi đấy. Nhắc đến mối giao tình của chúng ta với Campuchia trong lịch sử, người Việt Nam và cả thế giới biết nhiều đến việc quân tình nguyện Việt Nam đã giúp người Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, mà ít biết hơn về những tội ác mà quân Pol Pot đã gây ra cho bà con biên giới Tây Nam của Việt Nam. Đây cũng là một trong những lý do khiến quân ta không thể ngồi yên mà quyết tâm phải tiêu diệt lũ bợ đít bò chín lưỡi cho bằng được. Vừa cứu người dân nước mình, vừa giải thoát cho nhân dân nước bạn. Vậy câu hỏi đặt ra là đạo quân Khmer Đỏ đã làm ra những tội ác man rợ như thế nào đối với đồng bào ta ở biên giới Tây Nam? Anh em hãy cùng Mr. Xuôi mình theo dõi tiếp anh em nhé! Thời Lý. Lý Thường Kiệt đã đưa quân sang tận Ung Châu, Liêm Châu đánh các cơ sở hậu cần của quân Tống, gọi đó là chiến lược tiên phát chế nhân. Trong bảo vệ biên giới với Campuchia, lúc đầu Việt Nam cũng thực hiện chiến lược này nhưng không thể ngăn được mưu đồ cuồng vọng của Pol Pot. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định, ban đầu dù bọn Pol Pot đã gây hấn ở biên giới, sát hại đồng bào ta, Việt Nam vẫn thi hành chính sách hết sức kiềm chế để tìm hiểu rõ nguồn cơn nhằm tìm cách hóa giải một cách hòa bình. Tuy nhiên ta càng nhân nhượng thì bọn chúng lại càng lớn tới. Với sự hậu thuẫn từ nước ngoài, nổi trội nhất là kẻ thù truyền kiếp của ta. Pol Pot không hút cần nhưng vẫn nhìn thấy ảo giác, nghĩ mình là hổ là cọp, còn ta chỉ là con sâu cánh kiến, dẫm phát chết ngay. Chính vì thế chúng ngang nhiên đem quân tới sát biên giới, gây nên các cuộc thanh trừng nhằm vào người dân ở Tây Nam Bộ, Tây Ninh và Tây Nguyên theo một cách cực kỳ man rợ. Cuối năm 1975, đầu năm 1976, chúng lợi dụng ta vừa mới thống nhất đất nước xong, còn đang ngập ngụa trong khó khăn, liền đem quân xâm lấn vùng Sa Thầy, Kon Tum và phía nam đường 9. Tiếp đó chúng cho quân vào làng Sộp đốt nhà, cướp của và bắt đi 130 người dân vào đêm mùng 3 tháng 1 năm 1976. Được đà hưng phấn, chúng liên tục tung ra các thế võ mèo cào, nào là ra sát biên giới xâm canh, lấn đất, bắn vào các đội tuần tra của công an nhân dân vũ trang, uy hiếp nhân dân làm ăn, đi lại trên các sông rạch gần đường biên giới, tổ chức những cuộc tập kích, đốt phá, bắt cóc, gài mìn, ném lựu đạn, nhất là ở các tỉnh Long An, Tây Ninh, Sông Bé, nhằm khiêu khích lực lượng bảo vệ biên giới của ta. Tháng 4 năm 1977, sau khi đã chiếm đóng trái phép đảo Thổ Chu, chúng liền tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ của ta. Trong cuộc tấn công này, chúng sử dụng quân chính quy, thay vì bọn lâu la như những lần khiêu khích trước. Chúng tiến vào một số vùng của tỉnh An Giang, giết vô số dân thường vô tội và tiến sâu được vào lãnh thổ của ta hơn 10 km. Cuộc tấn công thứ hai của Khmer Đỏ được xếp vào danh sách những cuộc tàn sát man rợ nhất mà chúng từng gây ra, khi 4 sư đoàn quân của chúng đã đốt phá 471 ngôi nhà, giết hoặc làm bị thương gần 800 người dân ở các huyện Tân Biên, Bến Cầu, Châu Thành của tỉnh Tây Ninh. Trong vô số các cuộc thanh trừng mà Pol Pot gây ra cho dân thường dọc biên giới Tây Nam Việt Nam thì nổi trội lên hai vụ thanh trừng bởi tính chất man rợ tột cùng. Đầu tiên là vụ thanh trừng Tây Ninh. Vụ thanh trừng diễn ra vào đêm ngày 24 tháng 9 năm 1977 tại cây số 39. Lính Pol Pot gần như giết sạch cả ấp Tân Thành, vốn là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất của xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Chỉ còn có 3 người sống sót. Ông Phạm Văn Cần ở trung tâm xã Tân Lập, một trong 3 người may mắn sống sót khi đó, kể lại:
cả gia đình ông lâu nay đều buôn bán ở gần cây xăng 39. Cuộc sống vốn dĩ rất bình yên, cho đến khi bọn xài lang Pol Pot xuất hiện và giết chết tất cả, chỉ có ông là may mắn sống sót. Cùng thoát chết với ông còn có một người đàn bà tên Thêm, nhưng sau đó bà đã phát điên vì để cứu cả nhà khỏi Pol Pot, bà đã phải tự tay bóp mũi đứa con mới 4 tháng tuổi vì đứa trẻ cứ liên tục quấy khóc khi cả nhà trốn xuống hầm cạnh nhà. Khi Pol Pot kéo vào, chúng ngay lập tức lùng xuống khắp nơi, thấy ai là lôi ra bắn chết không tha. Cho những người phụ nữ đang gào khóc xin tha, bản tính yêu dâu xanh trỗi dậy. Chúng lột quần áo, hãm hiếp họ trước mặt những người chồng và con, sau đó thì giết bằng cách đập dùi gỗ thẳng vào đỉnh đầu. Lúc này có đứa trẻ con thấy mẹ nằm bất động trên nền nhà, ngây ngô bò tới ngậm vào vú. Một tên Pol Pot thấy thế cười ha hả, rồi cầm mũi giáo xiên một xiên thẳng xuống chính giữa người đứa trẻ, sau đó nhấc bổng lên trời, cuối cùng là ném cả giáo cả đứa trẻ vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội một cách không thương tiếc. Lần tiếp theo, Pol Pot chọn đúng ngày Trung thu của Việt Nam để mở cuộc tấn công trên toàn tuyến biên giới. Chỉ riêng Tây Ninh, chúng đã tấn công trên một đoạn biên giới dài hơn 200 km, sâu vào nội địa tỉnh nhà 10 km, trong phạm vi 7 xã thuộc 3 huyện Tân Biên, Châu Thành và Bến Cầu. Đi đến đâu, chúng đốt phá nhà cửa, cướp của và không quên nhiệm vụ chính là giết người. Trong đợt tấn công này của chúng, chỉ có một số ít dân chúng sống sót, gồng gánh nhau chạy loạn kể lại. Chúng không chỉ chặt đầu, chặt tứ chi, phần người làm nhiều khúc, mà còn mổ bụng, moi gan, xé xác trẻ em ném vào lửa, đập đầu hãm hiếp phụ nữ, mổ bụng phụ nữ có thai, cắt cổ lấy máu, rạch miệng, ném xác người xuống giếng, chôn sống, tàn sát tập thể nhiều gia đình. Theo thống kê, có 592 người dân vô tội ở Tân Lập đã bị chúng sát hại. Trong không khí chỉ toàn là mùi thịt người cháy khét, vô cùng tầm lợ. Tại trường tiểu học Tân Lập, xác cô trò bị Khmer Đỏ giết nằm la liệt, đâu đâu cũng là máu tươi lênh láng. Tuy nhiên, không ai biết được rằng trước khi chết, các cô giáo ở trường tiểu học này đã phải chịu đựng những đòn tra tấn không bằng cầm thú của lính Pol Pot. Thà chúng bắn chết luôn còn đỡ đau đớn, đằng này chúng hãm hiếp xong, còn dùng một loại dao phát cỏ, cắt cổ, xẻo vú, thọc tầm vông, cán búa hoặc nhét đất đá vào cửa mình cho đến chết. Thậm chí có những thi thể còn bị phân làm đôi, đau thương không kể đâu cho hết. Nếu thanh trừng Tây Ninh đã được gọi là kinh hoàng, thì vụ thanh trừng Ba Chúc phải gọi là đỉnh điểm của kinh hoàng. Ngày 17 tháng 4 năm 1978, sau khi bắn pháo, bọn Pol Pot chia làm hai cánh quân đánh sâu vào Ba Chúc. Một cánh quân chiếm xã An Lập ở phía đông Ba Chúc, một cánh quân đánh chiếm ấp An Bình dưới chân núi Dài. Trước đó dân ta đã kéo nhau trú hết vào các chùa, nhưng cuối cùng vẫn bị quân Pol Pot tìm ra. Sau khi bị chúng giết 40 người thì trong chùa vẫn còn hơn 800 người nữa. Mọi người vốn định tìm cách đưa những người bị thương ra ngoài, song bị Pol Pot bao vây, không còn cách nào lại phải quay lại chùa. Tuy nhiên chúng không giết ngay mà đợi đến sáng hôm sau mới dẫn người đi nơi khác hành quyết. Có 4 người già yếu không đi được bị chúng thẳng tay bắn chết tại chỗ. Lấy thi thể người làm mồi châm, chúng châm lửa, đốt cháy luôn cả chùa. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, Pol Pot đã áp giải nhân dân từ chùa Tam Bửu ra cầu sắt Vĩnh Thông. Sau khi cướp hết của trên người, chúng bắt đầu cuộc hành quyết dã man chưa từng thấy. Cứ 20 đến 30 người một tốp, đàn ông và đàn bà được trói riêng. Đàn ông thì chúng bắn chết ngay tại chỗ, còn đàn bà thì bị cưỡng hiếp tại cánh đồng. Thỏa mãn thú tính xong, chúng dùng giáo xiên qua người họ, giết chết họ không tha. Nếu để so sánh với sự dã man của Pol Pot với binh lính Đại Hàn thì không thằng nào chịu thua thằng nào. Thằng tám lạng thì thằng kia cũng phải cố cho được nửa cân. Sự tàn bạo này của Pol Pot là ngòi nổ đầu tiên cho cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của quân ta sau đó. Và khi đối đầu với chúng, không còn là những người dân tay không tấc sắt nữa, mà là những người lính Cụ Hồ tinh nhuệ, thì chúng có muốn hổ báo cáo trồn nữa cũng chẳng có cơ hội. Bản chất là mèo thì đừng nghĩ được con bò chín lưỡi giúp sức có thể lập tức biến thành hổ, lại cho thành món cao hổ bây giờ. Bộ đội ta xét. Bỏ qua việc sứ mệnh quốc tế giải cứu nhân dân Campuchia đến bây giờ vẫn bị thế giới cố tình hiểu sai của Việt Nam, chỉ riêng tội ác mà Pol Pot gây ra cho nhân dân vùng biên giới của ta đã đủ để tổ tông hăng hốc nhà chúng nó phải trả giá rồi. Sự thất bại của Pol Pot sau đó là điều tất yếu phải xảy ra, cho dù sau lưng chúng có là ai đi chăng nữa. Anh em thấy video ngày hôm nay thế nào? Và anh em mong muốn Xuôi và đồng bọn sẽ làm thêm về chủ đề nào nữa? Hãy mạnh dạn để lại bình luận và sau đó là bấm đăng ký kênh để theo dõi những video nóng bỏng sắp ra lò anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.